em yêu ăn chưa, em yêu uống thuốc chưa, nhỏ này nó nga nó nghiệu, với thuốc bự quá uống muốn ói, đủ mẹ sao ngậm chặt mày nó không ói, đúng không? Nè, mình mới nói câu đó nha. Mày có không? Mày ngủ không? Mày ngủ nó vô đây làm gì? Mày vô đây mấy lần rồi? Tôi vô đến làm cái chuyện đó một hai lần nữa là chưa làm cái gì hết á. Ủa, mày vô đây mày làm cái gì? Giờ anh hỏi em, nói anh em là quan, em vô làm cái gì? Một câu là tôi chưa làm giống như anh đã từng nói. À, tức là chưa ngậm chặt đúng không? Không làm cái gì đó. À, vậy cho chơi thôi, chứ không có cho ngậm chặt. Rồi, bây giờ nói tiếp là tại sao là cái tình thương và sự quan tâm mày nói tao không thương nó, nó nghĩ vậy nó nói với mày nghe đúng không, chứ mày làm sao biết tao đúng không? Thầy tao nếu mày nghe mày nói vậy nè, em ơi nhớ uống thuốc đúng giờ, em uống đi uống chưa đúng không, là nó nghĩ mày yêu nó, mày quan tâm nó, nhưng mà mày chỉ là cái lời nói thôi. Còn tao nè, nó bệnh ai, nó bệnh là tao đi mua thuốc cho nó, hay tao chở đi khám bệnh, hay tao lấy thuốc cho nó đúng không, rồi tao về tao phải lo bôn ba cuộc sống, tao làm ngày làm đêm để đem tiền về nuôi cái gia đình này, mà nó nghĩ là tao không thương nó. Còn mày chỉ nhắc nó uống thuốc thôi là nó nghĩ mày quan tâm nó. Rồi còn á, thí dụ như kêu em ơi đi đường chạy xe cẩn thận nha, là nó nghe nó khoái. Em yêu chạy xe cẩn thận nha, là nó nghe nó rất là khoái. Nó khoái ở chỗ nào biết không? Nó khoái gì ở chỗ mày quan tâm nó. Nhưng mà tao á, tao không nói được như mày, là vì tao sợ nó bị nguy hiểm á, mà chạy xe đó là tao sẽ chở nó đi, đúng không? Nó đi thành phố hay đi đâu tao phải chở nó đi, hay lấy xe ô tô chở nó đi. Còn mày chỉ ngồi đó mày nhắc nó thôi là nó khoái mày. Cái đó là gọi là tình yêu, đúng không? Giờ mày nói mày yêu nó thiệt đó, thì là con vợ tao là chẳng qua từ ngày xưa giờ á, bữa nay tao bất ngờ thiệt, tao bất ngờ một tuần nay là tao ốm 5 kg, tao không ăn được không uống được. Bà con dòng họ tao á hỏi thăm tao làm sao, tao bị đau ruột, tao nói tao đau ruột, nhưng thực tế là đau ruột là đau lòng nè, mày hoài mày hiểu không? Đau lòng đau tim nè, mỗi lần tao có tin nhắn là tụi bay nói chuyện với nhau á là tao đau tim đau ruột, tao đau lòng, tao ăn không được, tao khất miết cả đêm tao ngủ không được. Nó đâu biết đâu, mày biết tao đầu tư 50-60 triệu để tao bắt tụi bay ở đây á, tao mua 2 cái máy tính hay laptop 30 triệu, tao mướn hacker có 5 triệu để hack của hai quay vô 2 cái máy tính đó, rồi tao mướn 2 thằng ngồi ôm 2 cái máy tính đó ngồi coi từ 6 giờ sáng, từ khi ngày ngủ dậy là mày đã nhắn tin qua em dậy chưa, em dậy nè, đồ này kia phải không, ăn cái gì chụp hình gửi qua nhau đồ này kia, mất 2 bao cám ngày qua là mày biết tao nói gì, mày biết tao coi được cái gì, nó xóa hết không còn đâu, phải không? Nhiều khi tao muốn tạo cơ hội để cho nó nhắn tin với mày để tao coi thử nó nói cái gì, để coi nó hẹn không, mà tao có từ bữa thứ 3 tuần trước là đi mùng 9 tụi bay vô đây là tao ở Đồng Nai, trong khi tao làm lụng cực khổ, tao chạy xe từ đây qua tới Đồng Nai để tao chở khách đi, tao kiếm được có mấy trăm ngàn thôi, là nó vô đây nó chơi với mày đi nhà nghỉ, đúng chưa? Là mày nghĩ nó tốt hay tao xấu? Mày nói, mày cứ nghĩ nói thật câu đi, mày nói là nó nói là tao xấu, tao nhắn tin con này con kia nên nó mới đi nhà nghỉ với mày, mà giờ tao bắt được ở đây rồi thì mày nghĩ ai xấu hả? Nó ở nhà không đó nha, nó nội trợ, tao không bắt nó phải đi làm cái gì hết, đúng không? Và tao nghĩ cái mối quan hệ nó rất ít rất thấp, mối quan hệ của nó không chơi ai hết rồi, và nó không đi đâu hết rồi, mà tại sao nó quen được mày? Và tại sao vậy? Tại vì từ cái chỗ nó không đi đâu hết, và nên là từ chỗ đó đó nó mới bị mày thả bả, là ăn cái cục bả của mày, bả chó đó, nó tụi chó mà mày cũng chó mà, nên là tao nói tụi bay là cặp cẩu nam nữ là đúng. Tao nói mẹ mày cứ nghĩ đi, tao đi làm bao nhiêu bữa nay á, một tuần nay á tao không hề chạy xe, tối qua tao nói chạy xe để tao bẫy mày, nhưng mà mày về trễ quá, mày đi bóc giá cám gì đó mày mất 2 bao cám đúng không, dầm mưa dầm nắng rồi được kia mày ai thở với nó, tao nằm viện 3 ngày nay chìm nước biển nha, là vì nó, vì tao đau lòng vì nó đéo bao giờ nó hỏi tao khỏe không, mày bị làm đứt cái tay đúng không, chạy cái tay thôi, nó lo lắng cho mày cũng như cha nó chết chết được. Đừng nói câu đó nè, tao nói vậy á, mày có tao biết cái tin nhắn tụi bay quen nhau như thế nào, tao trông cho tụi bay hẹn nhau cái thôi, tao nói sao tụi bay bữa nay một tuần lễ nó không hẹn nhau để tao bắt được tụi bay. Mà tại sao bây giờ này tao thấy được cái cảnh này? Còn ai, tao nói mày nếu mà tao muốn giữ vợ tao á, là tao thấy tụi bay nhắn tin nhau á, là tao đã chụp mũ chặn đầu rồi, đúng không? Mà tao thấy đã, nếu như á, đợt rồi nha, tụi bay vô nhà nghỉ đây một lần, đúng đêm thứ 3, 7 giờ mày vô 7 giờ lấy phòng trước đúng không? Mày đưa chứng minh cho ông chủ, đúng không? Tao nói cái đã, mày đưa chứng minh cho ông chủ, xong rồi 7 giờ 17 phút là con này vô tới đây, nó đưa con đi học, xong chạy vào đây. Tới 8 giờ 44 phút là tụi bay ra khỏi đây, nó chạy nhà rước con á. Là tao đang ngồi lái xe trên đường đi Đồng Nai nè, tao không có tâm trạng lái xe luôn. Khi mình zoom lên Google Maps á, là thấy vợ mình đang nhà nghỉ Thanh Quyền. Mà tao ráng tao sáng tao về tao mới chạy tới đây. Tôi nói anh nghe nè, nghĩa là bây giờ là xong rồi đúng không? Chưa, tao chưa nói hết nữa mà. Không, bây giờ nói với ai? Tao nói với hai đứa bay luôn, tao nói chuyện với nó trước rồi tao nói chuyện với mày. Ok chưa? Đó, thì mày nghỉ đi. Thì giờ á, bây giờ... mà tao nói, để tao nói với Hoàng cái đã. Giờ mày, tao nói nè, là Hoàng nghĩ không, một cái gia đình đó
một cái gia đình đó, mày yêu một người mà như nó đó, giờ tao cho mày yêu thiệt đi, đúng không? Cho mày yêu nó thiệt, thiệt lòng luôn, làm yêu nó thiệt, thì là mày có cảm thấy sung sướng không? Rất là cực đúng không? Cực cái chỗ như bữa tao chụp tấm hình cố tình tao ôm nó cổ nó như nè, thấy không? Tao đang muốn gắn thẻ nó vô, cố tình cho mày coi, cố tình cho mày coi, cố tình cho mày coi để cho mày là biết rằng á, biết rằng á là tức đúng không? Mày cũng tức đúng không? Nếu mày thương nó thiệt á thì là mày sẽ rất là tức, tức cái chỗ là bây giờ giờ mày nghĩ tối nó ngủ với tao đúng không? Thì mày nếu mày thương nó thiệt thì mày cũng đau lòng đúng không? Rất đau lòng chứ sao không đau lòng được? Thì mày, tao chưa quay xong, tao quay xong tao trả lời liền mọi đó nói gì? Mệt cái gì đó? Nếu mày thương nó thiệt đúng không? Mày thương vợ tao thiệt mà mỗi lần nó ngủ với tao hay là nó làm cái gì đó với tao là mày rất đau lòng đúng không? Còn mày không thương nó thiệt á là cái chuyện nó khác nữa đúng không? Rồi nó cũng vậy nữa, nó đang ở với tao mà nó muốn nhắn tin với mày, nó không phải cái lén lút đi, rất là cực, rất là khó đúng không? Mày thấy cực khổ không? Tao á là không bao giờ đi xa được tới đây, để tao còn cái đường thì tao còn biết vợ biết con. Ủa từ cái chỗ mày không biết được đó, là mày cứ nghĩ tao đi ngủ với con này con kia không à, nên mày đi ngủ với thằng này đúng không? Vậy tại sao anh không biết dừng đúng không? Tôi đã từng nói là bây giờ đã vô tới đây rồi mày lại quấy người còn trách tao. Ủa tôi vẫn mà còn biết nha, hồi bữa tao kêu vô nói chuyện, kêu em ơi vô nói chuyện chút, cái điện thoại này á tao kết vô máy tính tao rồi, 5 phút tắt nha Phương, tắt cái mở tao kết vô máy tính tao nha, thì là cần gì tao phải lấy điện thoại này để tao coi nó làm cái gì nữa. Nếu mà biết ngay từ đầu tại sao không nói, nói luôn đi. Tao nói sao tao bắt được mày ở đây? Nếu mà nói vậy thì đâu còn gì để nói nữa. Tao biết được á là tao bay đi vô đây rồi, mày hiểu không? Vậy đâu còn gì để nói. Tao biết được tao bay vô đây rồi nè, tao đau lòng đến nỗi từ thứ ba tuần trước tao rất đau lòng là tao bay đi nhà nghỉ rồi. Thì nhưng mà tao vẫn mở con đường để tha thứ cho nó quay về. Tao nói em có bồ hả? Nó son sỏn nó cãi, nó chửi tao như chó luôn. Đến nỗi hàng xóm nghe, hàng xóm còn ngại tao phải nhắn tin xin lỗi em. Đúng không? Là tao mở con đường cho nó, nếu nó bỏ mày. Nhưng mà tao nghĩ nếu bây giờ á, mà nếu như á, tao lôi nó về lại đúng không? Thì nó phải về thôi. Mày nghĩ đúng không? Nếu giờ bắt nó xong tao lôi nó về, thì nó phải về với tao. Nó về với tao rồi á, thì nó biết có định vị, đọc được tin nhắn rồi á, thì nó cũng phải làm phương án khác để nó theo mày nữa. Đúng không? Vì nó mê mày mà, ăn bã của mày rồi. Nó xa mày, nó chết sao? Thì á, là tao nói cho mày nghe vậy á, nên là giờ tao tặng nó luôn cho mày là đúng. Cái gì mà anh tặng cho ai không có đó con người của tôi. Tôi quen ai như thế nào đó là chuyện của tôi, không liên quan tới ông. Tặng hay là không tặng. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe, anh đừng nói là tôi chửi anh như chó, mà tôi chỉ nói mày la lên là tao lỗi cho tao không, còn mày á là không có bạn bè đúng không, không có bồ bịch đúng không, mày có nói không? Lúc đó tao nóng lắm, tao tính quăng cái tin nhắn ra cho mày coi. Ủa bữa tao quăng là sao thoát rồi bữa nay thì em vẫn biết mà, anh quăng ra là anh nói thì tôi vẫn biết mà, tôi đâu có chối đâu. Nếu đúng là như vậy tôi đâu có chối. Nếu mà tao quăng ra bữa đó sao tao bắt mày được bữa nay đúng không? Nếu tao quăng ra cái tin nhắn á, mày cãi mày không có bồ, mày chửi tao, mày nói mày không có bồ gì hết, mày là một người rất đàng hoàng rồi được kia, mà nếu tao đưa cái chứng cứ ra mày đã từng đi nhà nghỉ này nè hồi bữa rồi, và mày đã từng ở ngủ với thằng này ở đây, tao biết mày tên Hoàng luôn. Ông này ông nói thằng đó tên Hoàng cũng cao lắm, hơi đen đen, mày nói vậy là tao tri phải bước con này là thấy tên Nguyễn Văn Hoàng đúng không, sinh năm 82-29, hình ảnh mít miết rồi được kia lưng xăm hình cổ được đăng lên rồi được kia, và cái bài của nó cái gì đó mày cũng like vô. Tụi quen nhau từ hồi 4/9 tới bây giờ, tháng 4 chứ, là nay khoảng 2 tháng rồi. Tụi quen nhau có 2 tháng rồi. Đúng không? Mày đúng không? Đúng quen 2 tháng chưa? Mới quen 2 tháng rồi. Hỏi mày có đi thành phố với nó không? Không. Nó có rủ đi thành phố không? Không có rủ em, đâu có đi đánh lợm mà. Anh nhờ đâu có đi không? Mà nó có rủ mày đi không? Không. Không, có rủ em đâu. Khui dùm chai nước Phương, tôi uống chai nước coi. Tao nói tiếp cho nó nghe. Tao nói mày tao bắt ghen á. Nè phải gọi là bắt ghen đúng không? Cái này gọi là bắt gian. Bắt gian chứ không phải là bắt ghen. Quay 5 phút tắt cho tao nha. Quay cái cam của tao là 5 phút thôi, đừng quay nhiều. Là tắt. Tao bắt ở đây á, nếu người ta á, tao nói mày nếu như địa vị của tao là mày đối ngược với nhau đúng không? Tao vô đây chắc tao ăn đòn no rồi, thậm chí là ăn dao, ăn axit được kìa, đúng không? Mày thấy nhiều vụ bắt ghen chưa? Đúng không? Nhưng mà tao nãy giờ vẫn nói chuyện lịch sự với tụi bay. Thì giờ á, tao nói mẹ, nó bây giờ đã không còn đường về với tao rồi. Chút nữa cái xe này tao cũng đem về luôn. Mà nó ngu vậy nè, nó ngu vậy nè. Nếu như á, nó nói vậy nè, giờ á, em không ở được với anh. Em không ở được với anh nữa đúng không? À, hay là không hợp với nhau vậy đó. Thì nó nói giờ mình chia tay đi.
tao cắt với nó, nợ nần tao cắt với nó, tài sản tao cắt với nó, xe cộ gì vậy cho nó hết. Đủ má nó chuẩn bị tâm lý sẵn luôn mày. Cách đây hơn tháng á, nó kêu tao đi sang tên xe đồ cho nó hết đi. Mày có không? Bữa có Phương. Bữa con Phương ở đó luôn, mày kêu tao sang tên xe hát cho mày đi. Phương nào? Phương em mày á, mà hỏi Phương nhớ không? Phương không để ý mà tôi chưa nghĩ đến cái chuyện đó nha. Mày đã chuẩn bị hết rồi, tao cho mày biết. Mới bữa tao cho mày cái đường về á, tao nói mày chưa đàng hoàng, mày còn nói sao biết không? Khi mà mày để đó uống cà phê hay mày đi vô nhà nghỉ hay là đi vô lùm vô bụi đồ á, là mày đã xác định rồi, xác định cái nhà này không còn gì, con cái không còn gì rồi, đúng không? Mày không cần đâu. Mày đừng có về nhà nữa. Từ bữa nay mày đừng có đụng tới cái gì ở vô nhà nữa, tao đổi ô khóa hết mày khỏi vô nhà. Đồ gì mày thích á, tao chắc sẽ bán tải, tao chở qua nhà ba mày tao trả. Tao không cho mày vô. Tao không cho mày vô, mày không đáng mới vô nhà tao. Đồ tôi rất là con tao nuôi cho, để mày tự do, mày thích mày đẻ với nó thằng khác, ok chưa? Không, con tôi đẻ ra chứ không phải con mình đâu. Thà ông ở với con nào? Mày có đáng không? Ủa sao không đáng? Tại sao mày nói mày không thương tao nữa, mày thương nó thôi, đúng không? Thì tại sao mày không nói với tao một tiếng để mày chia tay với tao đi, rồi mày ở với nó tự do không? Hai đứa mày tự do nhắn tin. Cái này chắc không phải mày ngu, mày nghĩ mày khôn không ngu? Khôn là biết gì không? Tao đi cày làm ngày làm đêm, tao nuôi mày, ha? Tao nuôi mày thì mày đi đủ với nó thì là nó đi ngủ cho lịch sự ha, là mày nghĩ là mày khôn đúng không? Còn này vậy khỏi phải nuôi, khỏi gì hết, cứ nói chuyện yêu đương nhau thôi, khỏi phải nuôi. Quay tao 5 phút rồi tắt, là mày nghĩ mày khôn chứ mày ngu. Nhưng mà bây giờ á, tao nói mày á, cái nhà là nó không được về là chắc rồi, đồ đạc mày đừng có mong về. Mày về là sẽ lớn chuyện lên ở nhà nữa, tao quay thôi, nhưng mà mày về nhà là lớn chuyện. Tao không cho mày vô thì sùm lên là lớn chuyện. Đồ của em á, lấy cái gì vậy? Cần thiết lấy gì anh sạn ra. Anh sạn ra, anh chở cho một xe bán tải. Còn không quăng ra đường cho em luôn. Đừng có làm kiểu đó. Vậy em làm kiểu này là kiểu gì? Cái kiểu hai đứa bay vô nhà nghỉ ngủ với nhau là kiểu gì? Trong khi tao đi làm đêm, tao làm ngày làm đêm để cái gì? Vì lo cái gia đình này nè. Để em đi chở cái đồ, đừng có làm kiểu đó. Mày khỏi vô luôn. Con tao cũng nhờ người rước luôn rồi. Để em đi vô nhà đồ. Con tao cũng nhờ người rước rồi. Nên mày khỏi cần vô nữa. Đi rất là nhiều đồ. Còn tao nói mày á, mày yêu nó đúng không? Dắt nó về nuôi, về ở. Cái xe này tao đứng tên luôn, tao lấy lại luôn. Mày về mua thắt cho nó đi nha. iPhone 11 cho nó xài nha. Quần áo, đồ hiệu rồi này kia cho nó xài mặc nha. Rồi mày đi giác cám đi. Mày đi giác cám đi. Giác cám xong rồi á, là nó nhà nó đi chơi thằng khác á. Rồi mày lấy lại như tao vậy nè. Có lỗ lã mất mát gì đâu. Cái thứ này giờ con nào thằng nào nó không dở đuôi lên cho chơi. Đừng có nói chuyện đó nha. Con nói chuyện thôi chú, con không quýnh nó cái nào nãy giờ luôn. Con tiền phòng con trả cho chú luôn. Không phải nó ngủ, vợ con nó ngủ với trai, con trả tiền phòng chú luôn, con chơi đẹp nè. Con trả chú 500 ngàn, ok. Nè, tôi nói anh em 10 năm rồi, tôi chưa phải là chuyện vậy nha. Đừng có làm cái kiểu đó nha. Biết. Đừng có làm cái kiểu đó. Cái gì? Đừng có làm. Khỏi trả tiền phải không? Rồi, ngồi im đó. Mày định. Tạm luôn, ngồi im đó. Tao không có quýnh mày nha. Mày ngồi im đó. Nhưng mà 10 năm rồi tôi chưa bao giờ ngồi xuống. Tôi đã từng nói với ông Hàng như vậy. Chứ không lẽ mày nói đó thằng nào mày cũng chơi không lẽ nó quen mày à? Vậy không lẽ ông này. Hả? Ông mày ngồi xuống. Không. Mày không ngồi là có chuyện với tao ấy, tao muốn nói chuyện đàng hoàng, mày cứ ngồi xuống được không? Ông giết tao chết đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi xuống. Ngồi đi. 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 Ngồ